Xin chào các bạn nha. Hôm nay chúng ta cùng đi theo chiếc ghe chấu và thực hiện một cuộc hành trình cùng nó nha các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ lên chiếc ghe chấu và đi theo chiếc ghe chấu này sẽ đi qua những đoạn cua gắt như thế nào. Và anh em chúng tôi đã đi lên được chiếc ghe chấu các bạn, và chúng ta sẽ quan sát được các ngôi nhà san sát với mé sông ở miền Tây như thế nào các bạn. Đây là một chiếc xà lan nó đang đi ngang chiếc ghe chấu nè các bạn. Khu vực này chúng ta sẽ đi từ Gạch Sỏi đi về Đà Niên và đi qua cái sông Cái Bé nha. Đây là tài công của chúng ta các bạn, anh thuyền trưởng. Bình thường anh ngồi rất là cao nha, có một cái ghế rất là cao anh lái. Anh lái bằng chân các bạn. Và chúng ta chuẩn bị đi qua một đoạn cua, cua huyệt hội rất là gắt các bạn. Các bạn thấy là ở phía sau chúng ta không thể thấy ở phía trước, nó là một cái điểm mù các bạn. Khi mà có một chiếc xà lan đi ngược thì rất là khó thấy nha. Anh quan sát rất là kỹ các bạn. Và tới đây thì chúng ta thấy phía trước là như thế nào rồi. Có thể là không có ghe thuyền các bạn. Và chiếc ghe chấu này cái chiều cao khoảng 3,5 m đến 4 m các bạn. Mình đang đứng ở trên một cái chiều cao khoảng 4 m. Mình thấy các cái vỏ lãi ở dưới này. Đây là con sáo nha. Vỏ lãi nhìn bị mị ở dưới thấy ghê không? Mấy ông đò đi ngang đi lại nhìn thấy ớt quá. Đây là một những khu vực rất là tấp nập tàu thuyền để qua lại các bạn. Rồi trên này nhìn ở dưới chạy nhìn thấy rất là nguy hiểm các bạn. Rồi không có cảm giác không bằng ngồi trên ghe chấu nha. Kìa đó, nó chạy vô khuất cái tầm nhìn là mình không thấy luôn. Thì mình phải quan sát từ xa mà. Tài công đứng lên rồi, phải xem thật là kỹ nha. Tại vì đi ghe thì nếu mà mình phải dừng lại nó phải có thời gian, rất là chậm mà. Và chúng ta chuẩn bị đi qua một đoạn cua nữa nha các bạn. Ghe mình chở bao nhiêu tấn chấu anh nhỉ? 4 mấy tấn. 4 mấy tấn. 40 mấy tấn chấu. Đoạn này đoạn này cũng khá là thông thoáng các bạn, khá là rộng. Ngồi trên này nó tương đương với lại ngồi trên nóc nhà nha. Nhìn thấy là nóc nhà luôn. Một chiếc ghe rất là khổng lồ các bạn. Đi cảm giác rất là khác lạ.
có cua ngoài Tà Niên mới ghê, cua gắt ở ngoài gần chợ đúng không, cua nước chảy con em như là cũng là nước nổi lên con bên hơi xéo xà vậy đó. Qua đâu giống gà đâu. Chỗ này mình đi về đâu anh Nhật? Về tắc cậu anh, bên cây cầu cái bé. Lúc trước đi cống rồi đi vòng lên trên kia mình lại ngược cái lại. Ừ. Sao muốn chết? Nó cạn trời ơi thôi. Yêu cầu mà qua thở cái thẩm đó là ra luôn không? Này mình đi bao lâu một tiếng anh Nhật? Cả tầng từ giữa hay chỗ nó giờ tới cua giữa rồi đó, cho nó qua cái là qua luôn. Hiện giờ chúng ta chuẩn bị đi qua cầu Bạch Sỏi các bạn. Bây giờ đang đợi một chiếc xà lan nó đi ngược chiều nè, thì phải đậu đây đợi để xà lan nó qua thì mình mới qua được nha các bạn. Có cô Sáu, cô chạy đi báo tin các bạn, cô chạy vô lãi đi trước báo tin để có xà lan phía trước thì ghe chấu mình sẽ đậu sát vào bờ để qua, để không có bị cọ quẹt nha các bạn. Nó mất tiêu rồi. Đang đợi hai chiếc xà lan xuống các bạn. Cô Sáu ở trên đang thông báo là có hai chiếc xà lan và anh ấy đang điện thoại nha. Ở khu vực này bên tay trái các bạn là một cái xưởng sửa xà lan các bạn. Cái xưởng này giống như của quân đội mà không biết phải không, công ty nào đó 622 hải quân, một công ty sửa xà lan ở ngay chân cầu Bạch Sỏi nha các bạn. Đó, có một chiếc xà lan nó đang đi ga nè, một chiếc xà lan chở khẩm các bạn ơi. Mình phải giữ ga để giữ cân bằng cho chiếc ga chấu của mình nha. Chúng ta từ từ đi tiến lên phía trước các bạn. Đây là một chiếc xà lan chở đá nha, có thể là đá từ hòn đất các bạn. Mỏ đá của hòn đất. Và phía trước là một chiếc xà lan tiếp. Ở đây là cái chỗ đậu xà lan của cái xưởng 622 các bạn.
trái là chợ Gạch Sỏi các bạn. Đây là cầu Gạch Sỏi. Sỏi là một trong những khu chợ rất là nhộn nhịp các bạn, một trong những chợ lớn của thành phố Rạch Giá. Đây là anh tài công đây. Và chúng ta chuẩn bị đi qua một đoạn cua tiếp. Vừa qua cầu Gạch Sỏi thì có một cái đoạn cua tiếp nha. Anh họ Tiêu anh đứng phía trước này mình thấy cũng rất là chăm chú các bạn. Khu vực này xà lan đi rất là đông nha. Tuy trong mùa dịch nhưng mà cái lưu lượng xà lan mình cảm thấy là chưa có sự thay đổi nào các bạn. Wow, cua quá gắt. Cái cua mà nhìn mình không thấy phía trước luôn mà. Một khung cảnh rất là hùng vĩ các bạn, rất là đẹp. Đây là một đoạn cua tiếp nha. Alo, cho hỏi nè, điện cho Nam kìa. Chị phải lên ga xuống ga liên tục như thế này. Chị này chỉ đi mua phế liệu dưới sông. À, đi vớt phế liệu. Mỗi lần qua một đoạn cua như vậy mình cảm giác rất là hồi hộp các bạn. Không biết phía trước nó có xà lan hay không. Thường thì nếu mà có xà lan thì họ sẽ đánh còi nha. Nếu mà đi ngược chiều thì họ sẽ đánh còi các bạn.
Đây là đoạn cua đi qua cống Kinh Cục nha, bên tay phải là đi qua cống Kinh Cục các bạn, và bên tay trái là đi lên chợ các bạn. Ở đây phía trước có một chiếc xà lan. Xà lan chạy tới đây nó cũng phải chạy chậm lại. À, chiếc liên tục. Gần quá, sát quá sát rồi. Khu vực này đoạn sông này hơi hẹp nha các bạn. Đó, giờ lại chạy. Mình rất là nhỏ. Giờ là chúng ta hãy ra phía trước xem cái xà lan qua mặt chúng ta như thế nào. Bá không canh là vô phương ra luôn, gặp 5-6 chiếc này là chiếc phương. Đây là cảnh sinh hoạt của bà con dùng sông nước các bạn. Những chiến hàng trên những chiếc ghe nha. Đúng xà lan quá đẹp. Chơi chiếc xà lan này nó đậu chắc ngang nè, nó đang quay đầu các bạn. Rồi chúng ta chạy từ từ để cho nó quay đầu xong rồi chúng ta sẽ qua nha.